quý vị và các bạn, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ diễn ra cho đến hết tuần. Trong đó, từ nay cho đến ngày mai 30 tháng 7 là thời điểm mưa tập trung nhiều nhất. Bởi ngoài rãnh áp thấp ngang qua khu vực Bắc Bộ, thì còn xuất hiện một vùng hội tụ gió trên cao 5.000 m. Tổ hợp hình thái thời tiết này khiến mây đối lưu hoạt động mạnh, rút mưa diện rộng ở khắp khu vực Bắc Bộ. Trong đó, tổng lượng mưa ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ từ 40 đến 120mm, có nơi trên 250mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ từ 30 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Do các đợt mưa lớn liên tiếp xảy ra trong thời gian qua, nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục xảy ra ở chiều tối, ít điểm mưa to. Tuy nhiên, cần đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan như dông, lốc, gió giật. Mưa cũng xảy ra bất chợt ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nền nhiệt cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực từ Huế vào đến Bình Thuận có mức nhiệt cao nhất cả nước, có nơi 34 độ. Thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, vùng biển ven bờ từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Khu vực tỉnh Quảng Bình, mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 33 độ. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần nhiệt đới chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.